Giới thiệu với mọi người, đây chính là một trong những nơi điểm đầu tiên chúng ta ghé vào. Đó là chính là chùa Bái Đính các bạn nhé. Đây, một trong những nơi rất là nổi tiếng tại Ninh Bình và Việt Nam của chúng ta. Đây là khu vực công viên của chùa Bái Đính các bạn ha. Một ngôi chùa có rất nhiều kỷ lục của thế giới luôn các bạn ha. Đặc biệt là ở đây nó có bức tượng Phật bằng đồng và được mạ vàng lớn nhất châu Á. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm các bạn. Xung quanh núi chập trùng các bạn ha, rất là hiểm trở luôn. Đây là lối vào chùa Bái Đính nha các bạn, một trong những ngôi chùa lớn nhất của Việt Nam của chúng ta và xác lập rất là nhiều kỷ lục ở châu Á. Đây, kiến trúc rất là độc đáo các bạn ha. Đây các bạn có thể coi mỗi một bia đá đó là một cụ rùa nha các bạn. Rùa đó là biểu tượng của sự vĩnh cửu và trường tồn. Đây cũng là một trong những đặc điểm rất là nổi bật của chùa. Các bạn có thể nhìn bao quát ha các bạn ha. Khuôn viên rất rộng và lớn. Và như các bạn cũng biết thì chùa Bái Đính nằm trong khu vực quần thể danh thắng của Tràng An nha các bạn. Đây là cảnh trực diện với chùa Bái Đính nha các bạn. Rất là hoành tráng các bạn ha. Và chúng ta sẽ vào xem một trong những tượng Phật bằng đồng mà mạ vàng lớn nhất châu Á nhé. Chùa Bái Đính cũng là một trong những ngôi chùa đầu tiên ở Việt Nam đón nhận xá lợi của Ấn Độ nha các bạn.
năm 2014 thì Tràng An được công nhận là di tích lịch sử kép đầu tiên tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Đây các bạn, những bức tượng Phật bằng đồng giác vàng lớn nhất châu Á của chúng ta. Một trong những kỷ lục đầu tiên của chùa Bái Đính các bạn ha. Đó là những tượng Phật bằng đồng giác vàng lớn nhất châu Á. Đây các bạn, xung quanh chánh điện các bạn thấy có đến 10.000 pho tượng Phật các bạn. Đây, một kỷ lục nữa thứ hai mà chúng ta có thể thấy được ha các bạn ha. 10.000 bức tượng Phật. Đây các bạn có thể thấy thế của chùa ha. Ê, tấm này đẹp ra. Anh. Lưng tựa núi ha các bạn ha. Và mặt trước là con sông ha các bạn. Rất đẹp và rất hoành tráng các bạn ha. Ở đây cũng là kỷ lục thứ hai của chùa Bái Đính các bạn ha. Đó là tượng Phật Di Lặc lớn nhất Đông Nam Á nha. Các bạn thấy không? Rất là xa mà không có đủ thời gian để lên luôn bởi vì rất là cao. Tượng này rất là lớn nha các bạn. Sẽ quay xung quanh của chùa Bái Đính cho các bạn nhìn thấy nha. Khuôn viên rất là rộng lớn, kỷ lục luôn các bạn.
Đây là con dốc từ trên chùa Bãi Đính đi xuống bãi đầu xe các bạn ha. Có khoảng cách là 950m các bạn, gần cây số nha các bạn. Thì các bạn cũng thấy là vị thế của ngôi chùa rất là uy nghi theo đúng phong thủy á. Lưng thì tựa sơn, tựa núi các bạn ha. Mặt thì quay về hướng sông các bạn.